Công ty năng lượng Interroll của Nga sẽ ngừng xuất khẩu điện sang Phần Lan từ ngày 14 tháng 5 vì chưa nhận được thanh toán. Công ty con của Interroll tại Phần Lan, Blaurau Nordic cho biết, Interroll đã không nhận được khoản thanh toán tiền điện thông qua sàn giao dịch điện châu Á Nord Pool kể từ ngày 6 tháng 5 mà không có bất kỳ lý do nào. Blaurau Nordic cho rằng, đây là tình huống đặc biệt xảy ra lần đầu trong hơn 20 năm lịch sử mua bán của chúng tôi. Theo thông báo của nhà điều hành lưới điện Phần Lan Fingrid, việc cắt điện sẽ bắt đầu từ lúc 1 giờ ngày 14 tháng 5 giờ địa phương. Công ty này nhấn mạnh, không có mối đe dọa nào đối với khả năng cung ứng điện đầy đủ ở Phần Lan. Theo Fingrid, điện từ Nga chiếm khoảng 10% tổng sản lượng điện tiêu thụ của Phần Lan. Fingrid cho hay, lượng điện nhập khẩu thiếu hụt trên thị trường có thể được thay thế bằng cách nhập khẩu nhiều điện hơn từ Thụy Điển và một phần sản xuất trong nước. Sàn giao dịch điện toàn châu Âu Nord Pool đã không thanh toán cho Interroll kể từ ngày 6 tháng 5 đối với lượng điện mà họ mua từ công ty Nga. Fingrid từ 3 tuần trước đã chuẩn bị cho kịch bản Nga ngắt dòng điện sang Phần Lan bằng cách hạn chế 1/3 công suất truyền tải. Trong khi đó, cơ quan thống kê Brostat của Nga hôm 13 tháng 5 cho biết tỷ lệ lạm phát hàng năm của Nga trong tháng 4 đã tăng vọt lên 17,8%, mức cao kỷ lục trong vòng 2 thập kỷ qua. Nguyên nhân một phần do tác động từ những biện pháp trừng phạt của phương Tây sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine. Theo Rostat, giá cả thực phẩm, mối quan tâm lớn đối với những người dân Nga có thu nhập thấp, trong tháng 4 đã tăng 20,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số thực phẩm có giá tăng mạnh như trái cây và rau quả là 33%, mì ống là 29,6%, bơ là 26,1%. Ngân hàng Trung ương Nga dự báo lạm phát năm 2022 có thể lên đến 23% trước khi giảm dần trong năm tới và trở về mức mục tiêu 4% vào năm 2024.